này là bánh giá. Dạ, bánh giá hả? À, khuôn nó to hơn á. Dạ, khuôn nó bự hơn cả nhà. Đó, nguyên liệu là nó nguyên nhân. Dạ, nguyên liệu là cũng sẽ có đậu nè, có thịt bầm nè. Rồi cái này là khoai á. Dạ, khoai, tôm ha. Nó giống như cái đế pizza vậy đó. Bánh tầm xe. Dạ, bánh tầm xe. Rồi bên kia là bánh ít tròn. Dạ, ít tròn. Cái này bánh cột bán, cái này cần mặn. Cái này là bánh bèo, dạ. Ngọt. Dạ. Đổ màu xanh lông đỏ. Dạ. Đó, đang đổ bánh bò. Đang đổ bánh bò ở trong. Ngọc xin chào cả nhà Sài Gòn phố nha. Trưa ngày hôm nay mình giới thiệu ẩm thực ba miền với khán giả của Sài Gòn phố. Mình đang đi hội chợ nha, ở gần phố đi bộ Nguyễn Huệ cả nhà. Thì đang tổ chức ở quận 1 luôn. Một cái lễ hội mà thấy rất là nhiều bánh và đặc biệt là cũng có rất là nhiều đặc sản, nên thành ra là muốn giới thiệu đến cả nhà. Thì trước tiên là ngày hôm nay thì mình đang đứng ở cổng rồi, vô ha. Còn cả nhà xem ơi, ẩm thực ba miền sẽ có những cái món gì trong cái hội chợ này nha. Ở đây là Ngọc thấy nước lèo của kim chi. Bún nước lèo hả cô? Cho em một phần bún nước lèo đi. Dạ. Ủa, nếu thường ở Sài Gòn là cô bán ở đâu? À, chị bán ở chợ thôi hả? À, bún nước lèo là trưng phần topping ở đây hết luôn cả nhà. Có heo quay, có chả đó, đọc thấy có tôm rồi, xong rồi bên đó là có cá lóc và đặc biệt là nguyên cái vàng bông điên điển nha, không thể thiếu nha. Ở Bình Định không thiếu nha cả nhà. Rồi giờ cô làm ở trong cho mọi người xem xa xa. À, đẹp ha. Nhìn trưng bày như thế này á, mình nhìn kiểu cảm giác cũng gần gũi hơn, cũng gọi là một những cái món ăn dân dã hơn. Ôi, cô bước qua trong kia rồi. Tưởng. Một phần như vậy là bao nhiêu vậy chị? Dạ 65 ngàn. Dạ, một phần 65. Em gửi chị nha, lát chị lấy tóc ngoài. Rồi rồi, ok, để em cầm cho. Đó, chị đang làm topping, một phần đầy đủ là sẽ gồm có cá lóc, dạ, có tôm, có heo quay. Dạ, có chả không chị? Dạ, có chả luôn. Dạ. Chân đẹp quá chừng luôn. Đây, có cần đổi bên cho mình quay đó. Để lấy hình cho nó đẹp. 65 ngàn. Chị, em gửi luôn nè. Thêm tắt nữa. Một tay vô lấy tắt. Nặng tắt lên trước đi, họ qua đó ngồi ăn. Ở đây thì sẽ có một cái dãy bàn ở giữa nha, để cho cả nhà mình có thể là ngồi ở giữa mà mình thưởng thức. Đói bụng lắm rồi cả nhà ơi. Đây là cái những cái quầy mà mình vô đầu tiên. Mình vô đầu tiên mình thấy. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn. Ủa anh, bánh này là bánh gì vậy anh? Dạ, bánh giá hả? Bánh giá, rồi bánh cống là khác nhau, bánh cống là nhỏ. Cũng là một nguyên liệu mà mình chiên khác khuôn. Dạ. À, khuôn nó to hơn á. Dạ. Khuôn nó bự hơn á cả nhà. Đậu nguyên liệu là nó nguyên nhân. Dạ, nguyên liệu là cũng sẽ có đậu nè, có thịt bầm nè. Rồi cái này là khoai á. Dạ, khoai, tôm ha. Rồi là nhưng mà cái khuôn mà cái khuôn rất là to, chắc cái này là bằng khoảng cỡ bao nhiêu cái khuôn bánh hả? Bằng 20 cm. Dạ 20 cm, chắc khoảng cỡ 4 cái khuôn bánh cống quá. Cỡ cỡ vậy. Dạ. Khuôn nhỏ là bánh khuôn nhỏ. À, có nghĩa là ở đây là anh vẫn có bán bánh giá, vẫn có bán bánh cống luôn. Dạ, đó đó đó, cái khuôn đó là khuôn bánh cống đó cả nhà. Trời, em đi tìm nãy giờ luôn á. Rồi em có thấy ở trên mạng rồi nhưng mà không biết anh bán ở cái gian nào, nên thành ra là mới đi nãy giờ một vòng luôn. Ủa, đây là cái gian mình gọi là gian như thế nào anh hả? Ngay mặt là khu 10, khu 10 Cần Thơ là nghệ nhân Huệ Linh. Dạ, à, Huệ Linh ha, nghệ nhân Huệ Linh. Ủa rồi, bánh công tử Bạc Liêu là bánh gì nữa anh hả? Hết rồi, mà chưa làm. Chưa làm hả? Hôm qua làm bánh hết. Dạ vậy hả? Ồ, có bánh công tử Bạc Liêu nữa. Wow, đẹp quá chừng nè. Có nghĩa là nó nổi lên mà giống như con tôm đó, kiểu nó nảy lên đó cả nhà. Nhìn đẹp. Thì là mình đến từ Cần Thơ luôn anh.
Nếu mà dễ tìm hàng ăn nhất là cả nhà có thể ngay cái mặt tiền, ngay cái cổng của cái vào cái khu hội chợ luôn á cả nhà. Còn ngay cái cổng luôn thì cứ đi tìm cái dạng ngay cổng là có. Wow, đẹp quá. Đó là cái bánh thành phẩm ha. Cái bánh này giá bao nhiêu vậy anh? 60.000. Dạ, 60.000. 60.000. Ừ. 60.000 một cái. Rau với nước mắm. Dạ. Rau sống với nước mắm. Rau sống nước mắm. Còn anh có chiên nữa không anh? Dạ. Dạ. Anh chia cho em nhìn một cái. Ở đây thì anh thấy bán cũng nhiều thứ nè, có bánh xèo. Dạ. Là cô chủ bên đây bán thành đó. Dạ, cô chủ mặc áo bên kia. Dạ. Dạ. Cô chủ này giống chủ ban tổ chức luôn á chị. À, cũng có trong ban tổ chức đó. Ban cái bánh giá kìa. À, bánh là mình cái bột là mình để dưới xong rồi mình sẽ phủ lên là khoai rồi tôm rồi đậu mình để dưới luôn rồi cả nhà. Rồi bắt đầu mình để ngô là mình chiên lên. À, đây là bánh giá đang cắt phần cho khách luôn nè. Ai thôi bên kia trên mình. Anh kia cho anh để lên đi, hồi mình mua cái cơ phần của mình rồi mình sẽ cắt ra. Đó, mọi người thấy là để vô ha, đã để nguyên vẹn á. Nguyên vẹn con tôm đó trên đó, cho nên thành ra là hở khi mà thành phẩm thì cả nhà thấy nằm không? Gọn lọn mà kiểu như mình cái cảm giác cái đứa nhỉ thôi nè, cả nhà nhìn cái bánh rất là sinh động luôn. Giống cái bánh pizza. Bánh pizza. Thấy giống như cái đế pizza vậy đó. Mình chiên lâu không anh ha? Ừ. 7 phút là sẽ hoàn thành một cái nha cả nhà. Nhờ cái gì khuôn. Dạ, có nghĩa là bánh này xong rồi cái mình sẽ có ăn kèm với rau. Dạ. Rau. Thì đang tiếp khách em cứ làm vậy. Dạ, đó. Dạ chị. À, bên đây là sẽ có thêm bánh xèo nữa cả nhà. Đặc biệt là bánh xèo, cả nhà thấy không, để bánh giá để trên cái chiếc xuồng nhỏ rất là dễ thương, rất là đậm chất miền quê luôn ha. Đó, đây là bánh giá nha cả nhà. Đó, mình đi hội chợ xong thì cũng thu thập được nhiều thông tin nè, có nhiều món ngon này giới thiệu cho cả nhà. Thêm làm tư. Ơi làm tư luôn đi anh. Dạ. Ủa thông thường thí dụ món bánh này thì mình bán hội chợ thôi, thí dụ ngày thường là mình có bán ở đâu, ở Sài Gòn không anh? Dạ không hả? Ăn cái vậy? À không, mang về. Cần lấy dao. Dạ dạ, lấy cho em ít dao á. Dạ ít dao thôi. Ờ cái lá tía tô, cái gì tía tô bỏ lại đi. Dạ em muốn ăn tía tô, em chỉ ăn xà lách thôi ạ. À. Cái này đang chiên. Hồi nãy giờ là hở chắc lúc mình nói chuyện là anh chiên cũng mấy cái rồi ha cả nhà. Nó lấy ra thành phẩm nó cũng là cơ bản nó cũng nhanh. Và đặc biệt là có món này là sẽ có cái khoai khoai lang ha, để ở mặt trên nữa. Dạ, vừa giòn vừa xốp. Có độ bùi thơm của đậu xanh nữa. Dạ, để hồi em về cái em ăn. Cô ơi, bánh này bánh gì vậy cô? Dạ. Cô làm bánh tằm, bánh xù xe. À, dạ. Này là bánh bèo màu xanh lông. Dạ. Này cô đẻ đang đổ bánh lò. Dạ bánh lò hả? Dạ bánh lò. Cô chú là ở Tiền Giang luôn hả? Cô ở Cần Thơ. Cần Thơ hả? À, dạ. Bánh Giang cô chính là cô. À, cô chính của anh Thảo. Đúng rồi. Thảo Vi là cô biết đúng không cô? Ừ. Ủa là cô hôm nay là cô lên đây luôn hả? Cô lên làm mà hôm kia bán qua với bên đây, hôm qua Thảo qua đây quay
Dạ. Con gì ta, con có coi lúc trước, con có coi mà tại con không có nhớ lắm. Nhưng mà nghe cô chính là con biết. Còn mấy bánh ngon quá à, cả nhà ơi. Cái bánh này nãy cô nói là bánh bánh tầm xe. Dạ, bánh tầm xe. Rồi bên kia là bánh ít trần. Dạ, ít trần. Cái này bánh bột bán, cái này trần mặn. Cái này là bánh bèo, dạ. Ngọt. Dạ. Đổ màu xanh lông đỏ. Dạ. Đó, đang đổ bánh bò. Đang đổ bánh bò ở trong. Trời ơi, món của cô là đúng là đặc sản luôn. Tại vì rất là ở làm cô là người Cần Thơ mà đổ bánh là miền Tây của mình là hả quá chuẩn luôn hả cả nhà. Cô lên đây được mấy bữa rồi hả? Chắc đầu hội chợ luôn hả cô? Đầu hội chợ. Dạ. Lo trước một bữa, bữa 14 để chuẩn bị. Dạ. Bán hôm qua. Dạ. Nhưng mà ở đây á, tổ chức lần đầu tiên nhưng mà thấy vắng khách. Dạ, vậy hả cô? Tại vì hình như lễ hội ở Sài Gòn cũng nhiều quá cô. Ở đây cũng nhiều lễ hội nên thành ra. Cũng như nói chung ra là tại vì lần đầu tiên em tham gia cái lễ hội này. Dạ. Nhưng mà cô thấy nó không có mà được cái sức hút mạnh. Dạ. Khách không có đông. Dạ, mà thường là cô tham gia mấy cái lễ hội nhiều không cô? Ở dưới quê mình đó. Cô thì lễ hội Tánh Thân Giang đó. Dạ. Cô đi Phật Bán đó. À đi yeah. Là à, có chú trên đây nữa nè. Quảng cáo cho hội chợ. Dạ. Rồi cô cũng đi mà tuyên truyền các nơi như cô đi Hà Giang. Cô đi Hà Nội. Dạ. Rồi cô cũng làm cho nhà hàng Mặt Mòi ở đây. Dạ. Rồi nhà văn hóa thanh niên của thành phố. Dạ. Đây. Dạ. Trời ơi, là mình làm là mình sẽ làm tại chỗ ở đây luôn, rồi mình nấu ở đây luôn. Dạ. Con thấy đang làm đang hấp bánh bò. Ngon quá à. Để con chọn món bánh con mua. Ủa, bánh bò là chưa có. Ở đây nè. Đây nè, bánh hả? Bánh này là bánh... con bánh này, cho con bánh này đi. Nhưng mà bánh này là mình sẽ... Dạ, đúng rồi. Là con muốn ăn liền hay là mang về? Dạ, con ăn liền. Ăn liền. Dạ. Con một cái một chút đi. Để con thưởng thức được hết tất cả các món luôn. Nãy cô nói là bánh này bánh sùng mà. Cái này á là bánh tầm. Bánh tầm. Bánh tầm xe tay. Dạ. Cái này là bánh con sùng. Vậy là làm thủ công hết luôn cô. Cái này là bánh bò phô mới. Cái này là bánh bèo. Bèo nó. Bánh bèo này là làm bằng màu thanh long. Thanh long hả? Bèo. Dạ. Rồi thanh long trang liền nha. Dạ. Rồi bắt đầu ra ghế. Theo ghế ngồi. Cô bán nó đặc biệt cái nước dừa, thành thử ra các bạn rất là thích. Dạ, nước dừa là mình phải nguyên chất, mình phải dạ. Mấy đúng luôn vậy miền Tây đúng không? Có nhiều người á, người ta làm nước dừa, người ta lại xài bột mén, mà trong bột mén thì nó có cái độ tanh, nó không có thơm như cái nước dừa nguyên chất của mình. Dạ, thành thử cái nước dừa nó là quan trọng. Dạ, nước dừa là hả? Món có ngon hay không, ví dụ như bánh thì ngon nhưng mà nước dừa không ngon thì cũng không có không có cứu được đúng không cô? Là phải nước dừa là phải ngon thì mới mới đúng chất hương vị của món bánh truyền thống nha cả nhà. Mời cả nhà ăn trưa với Ngọc nha. Trưa ngày hôm nay là mình có chỗ ăn rồi, gần trung tâm luôn. Cho nên thành ra là mình rất là tiện luôn cả nhà. Và với lại hôm nay là ẩm thực ba miền nên mình cũng thấy nó rất là hay hay. Đó, rất là hay. Cô chú anh chị có thể là đi từ đây cho đến 20 cái tháng 10 nha. Là sẽ vẫn còn hỗ trợ nha cả nhà trong khoảng thời gian này. Mình sẽ bây giờ ăn cái món này trước, xong rồi mình ăn cái món ngọt nha. Món ngọt là của cô Chính, cả nhà bánh nhân gian của cô Chính. Còn bây giờ là đây là món nãy giờ có thể giới thiệu với cả nhà nè. Cô này là 65.000 nha cả nhà ơi. Có gì? Thôi cả nhà không biết đó là có nghe không. Để Ngọc dở cái mic ra ngoài đi. Tại nãy Ngọc để vô cho Ngọc sợ lọt cái nước. Thì ở đây sẽ có là đây là chả nha, là chả chả chiên chả cá nha cả nhà. Đây là cá lóc nha, đây là hai miếng cá lóc nha. Rồi xong rồi đây sẽ là có tôm nè, rồi có kèo nèo ở trong nè, rồi có cái gì ta, bông điên điển nha, món là không thể thiếu nha. Nước lèo thì theo Ngọc á thì Ngọc thấy khúc cơ bản thì vẫn là có cái hậu vị của mắm rồi thơm lên nha cả nhà. Cái mùi mình cũng có cảm giác hơi cũng phiên phiên giống của mắm của mình đi cả nhà ơi. Cơ bản á, thật ra mà khi ăn vô thì mình cũng cảm thấy là hương vị đậm đà. Cho nên thành ra là đã đậm đà thì nó sẽ dậy vị hơn ha. Đặc biệt á, một phần 65 thì Ngọc thấy là có phần cá
này kia, cái thịt xớ nó cũng dày, cho nên á mình nghĩ là nó là đối với mình là 65 giữa trung tâm quận 1 là ok nha cả nhà, ok đối với Ngọc nha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn thử. Cá lóc được tách à, mình sẽ không có hở xương nữa, thịt cá lóc cũng dẻ nè, thêm kèm ăn kèm với bún với phần nước của nước lèo nữa, cho nên á mình ăn nó cũng nó nghĩa là nó vừa khẩu vị á ha cả nhà ha. Cả nhà ơi, thường ngày á khi mà quay ở đầu video á, lúc nào Ngọc cũng sẽ nói cho cả nhà nghe về địa chỉ và cái thời gian nha, cái thời gian mà mình diễn ra một cái chỗ bán hoặc là một cái quán mà mình quay á, thì cả nhà vẫn có là theo dõi nha. Mọi thông tin đầy đủ nhất vẫn là được thể hiện ở trên kênh YouTube Ngọc Sài Gòn Phố nha cả nhà đó. Ví dụ mà mấy nền tảng khác thì đã bị cắt nhỏ ra rồi, nên mọi người mà muốn theo dõi đủ nhất vẫn là lên YouTube của Ngọc Sài Gòn Phố là vẫn là đủ nhất, dài nhất và xem là chi tiết nhất. Ngon lắm. Làm sao? Có nghĩa là nó họ sẽ không có quá đậm bứ cái cốt mắm, nhưng mà nó vẫn mang lại cái hậu vị đậm đà cả nhà nha. Nó cũng thơm tho như vậy, nhưng mà như vậy thì dầm khi á Ngọc thấy là nó không có quá đậm cái cốt á, thì mọi người hầu như ai cũng ăn trải nghiệm được hết. Tại ở đây cũng hơi ở trong quận một thì cũng hơi ké chút xíu à cả nhà. Thì quay bé xinh xinh ăn kèm thêm rau đau đắng với lại bông điên điển nữa. Giữa một bữa trưa nóng nực xong rồi vào trong chợ, vào trong cái khu ẩm thực này ha, với vô vàn thứ món, thì Ngọc nghĩ là quyết định cũng sáng suốt khi vào đây, tại vì mình có tâm hồn mà về ăn uống ẩm thực đó cả nhà. Còn không biết là cả nhà có đi thử chưa ha, đi thử rồi đó comment là cả nhà thích cái hàng nào nhất. Cái bánh này nãy là cái bánh cà tôm là mình đã có ăn hồi đầu video rồi á cả nhà. Rồi bây giờ Ngọc sẽ thưởng thức cái bánh của cô Chính. Bật mí cho cả nhà nghe là cô Chính là Ngọc đã xem clip của anh chị quay á, là ở làm bánh luôn, cái công đoạn làm bánh luôn ở dưới quê á, ở dưới Cần Thơ. Cho nên hôm nay cô Chính ở đây thì kiểu lúc mình gặp mình cũng bất ngờ đó, đây là bánh nha. Cái phần nước cốt dừa rất là khác biệt, khác biệt ở chỗ là nó sẽ béo, nó sẽ thơm, ngọt thì vừa, nhưng mà đặc biệt là cái độ béo. Ngọc không biết đó, là trong lúc làm thì cô Chính có nghĩa là cái cốt dừa đó mình có sẽ thử như thế nào không, nhưng mà Ngọc cảm giác là cái cốt dừa nó có một cái sự đặc trưng riêng luôn á nha. Khi mà ăn vô miệng là mình cảm giác ở đầu lưỡi rồi luôn, kiểu không làm như cái con kén vậy á nha, em kén. Cái bánh này sẽ có thêm hơi đậu xanh nha, nhưng mà cái đứt cốt ngon nha cả nhà. Đậu xanh nha, mình cũng đậu xanh luôn. Rồi là bánh bò nãy là chú đang hấp trong sẵn. Trời, đặc biệt là Ngọc thấy cô với chú gương mặt rất là phúc hậu luôn. Ngọc nhìn mà kiểu nhìn hoài mình kiểu mình thấy giống ông bà của mình á, nó béo nha, nó đúng vị cái của bánh bò ở quê mình. Nó vừa có hậu béo, nó độ ngọt, nó cũng ngọt đậm như thế này. Nhưng mà đặc biệt là nó cái độ nảy của bánh, có bánh xèo hả? Có nhiều món quá. Bánh cong. Bánh xèo, bánh cong. Dạ. Bánh đúc. Bánh đúc. Dạ. Nhưng mà bánh đúc đẹp. Bánh đúc mặn, còn bánh kia là bánh đúc đơn. Dạ, bánh đúc mặn là sẽ có cái topping ở trên, nó là dạ, biết rồi. Mình đổ tại đây luôn hả chị? Dạ đúng rồi. Cái này là mình tại chỗ hết. Dạ. Cái gì cũng xay bột ở đây luôn. À vậy hả? À xay bột làm bánh xèo với bánh cong luôn. Ừ. Thôi xe bộ quay cho biết. Dạ. Dạ. Chỉ cần đổ lên đó để cho em qua bên đây coi cái được. Dạ. Ủa chị ở đây là mình sẽ là ở Đồng Tháp luôn hay sao ạ? Mình múc cái này mới vừa múc nóng. Dạ. Ok nóng. Giống như là trong đây sẽ có phần nước cốt nữa đúng không chị? Dạ. Phải không? Theo kiểu truyền thống. Dạ. Dạ em muốn ăn bánh thọt đó là bán làm sao chị hả? À bây giờ chị để cho Ngọc một cái dĩa nhiều bánh đi. Để cho mình tin Ngọc hả? Chị để em tin Ngọc. Tự nhiên cái Ngọc em hết hồn.
thì ủa chị có xem mà, chị có xem hả của em dạ hả chị hả hẹn chị nãy chị cười cười với em mà em không biết có phải là vậy đây chị để một phần nhiều dạ chị để một phần nhiều bánh đi cho Ngọc thử dạ nhưng okay. Một phần mà cũng vừa vừa thôi chị nha, đừng đừng bự quá nha. Ok ok. Em nãy giờ em ăn cũng hơi nhiều. Rồi, Ngọc cứ đến đó ngồi đi. Dạ. Chị, dạ để cho em đứng đây em okay, okay. Em cho mấy quay cho lúc okay, mà mấy chị bỏ vào luôn. À nhạc. Ở đây là mình ở Sa Đéc hả chị? Đúng rồi, mình ở Đồng Tháp. Cái này là rồi đang giới thiệu ẩm thực về làng bột Sa Đéc. Dạ. Với những dạ, cái loại bột Sa Đéc nguyên liệu như vậy thì mình sẽ có cái bánh dân gian như vậy. À dạ. Cơ từ từ làng bột của Sa Đéc, từ con người của Sa Đéc với lại nghệ nhân, mấy cái chị nghệ nhân của Sa Đéc. Dạ. Mình vừa giới thiệu được cái đặc sản. Đầy đủ luôn á chị. Hồi nãy chị mới nói. Quá nhạc, nhạc quá mình cũng giống. Nhưng một phần bánh canh này là giá sao vậy chị? Dạ 60 à. Dạ một phần bánh canh 60 rồi cái kia là mình sẽ làm một phần đầy đủ nha cả nhà. Là gồm mấy món trên đây làm từ kiểu là bột của làng bột Sa Đéc luôn nha cả nhà. Bột bánh canh Sa Đéc. Dạ, bột canh Sa Đéc. Bột Sa Đéc là nghe tiếng phải không? Dạ. Bột bánh trúc này là cũng bột Sa Đéc. Dạ. Làm Sa Đéc. Dạ. Rồi mấy cái bánh này cũng vậy luôn, làm từ bột đó luôn. Bột nếp làm Sa Đéc luôn. Ừ. Này là quê Đồng Tháp. Dạ. Này con là bánh nếp trần nhưng mặn. Bánh nếp trần. Bánh nếp trần nhưng mặn. Này bánh đúc. Bánh đúc, bánh đúc mặn luôn. Bên đây là hàng mặn hết. Dạ. Còn cái này là mình làm mà bằng thịt. Dạ. Củ cải đỏ, củ cải trắng như lúc mèo. Dạ. Rồi bánh cống, rồi bánh giải giò. Bánh cống là bột với khoai cao với đậu xanh. Dạ. Lên đây vui hả cô ạ? Ờ, vui. Vui. Ở đó mấy cháu cô ở Sài Gòn cô lên hoài à. Cái dạ. Nghỉ đi Sài Gòn rồi đó. Dạ. Này, bánh cái này mặn vừa vừa hấp ra luôn á cô. Vừa nóng hấp dạ. Ra luôn. Mặn là mình hấp ra luôn vậy nè. Dạ. Hấp như nào là còn bánh mèo nữa quá trời luôn. Đề nghị quý dân nghèo vừa đẹp vừa thơm. Quý dân hấp giờ nha. Dạ, giờ là chưa có bánh này. Dạ, cái này là bánh bèo á cô. Chúng ta tiến hành tức cấp điện ngay tức khắc. Ngồi nghe cái quạt mà còn nhạc nữa cả nhà. Tại vì do là hội chợ mà cho nên là phần ra là nhạc rất là nhiều. Mình chỉ mong rằng là quay video này lên là không có bị dính nhạc thôi. Ước muốn nhỏ nhoi thôi. Dính nhạc xong báo cáo cái mà tùm lum đùa lừa hết á cả nhà ơi. Đó bây giờ là hả không có sự thật ra là không phải là mình mua nha cả nhà. Là hả cái phần này á là chị gặp một cái chị quay chị biết cho nên hình như là chị đã tặng cho Ngọc phần này. Trời ơi. Mình cảm giác là rất là quý luôn á. Và bây giờ Ngọc sẽ thưởng thức cho những nhà nha. Ở đây là bánh canh Sa Đéc nha cả nhà. Cái vị bánh canh màu dạng bánh canh ngọt truyền thống á. Thì không biết là ở Sài Gòn mình ở những chợ còn bán hay không. Nhưng mà đối với cái quê của Ngọc nha. Và kiểu như trong cái tuổi thơ của Ngọc là Ngọc sẽ có ăn món này rất là nhiều nha. Vẫn có thịt nha. Nhưng trong đây sẽ có cái phần nước cốt nha cả nhà. Và sợi bánh. Này là mình ăn chặt thứ mấy rồi ta? Thật là chọc thứ chọc thứ ba không thứ ba thôi chứ thứ bốn đâu. Cái máy quạt nó đang ngồi đây nè cho thành ra nó cứ dập vô mặt chồng hoài luôn, không phải quay hướng như thế này. Ngon, cái béo thì nó nhẹ nhẹ vừa vừa ít thôi cả nhà. Nhưng mà cái sợi bánh canh rất là cái bột á, cái phần á, cái bột nó dai nó nảy nha. Và đặc biệt là nêm nếm gia vị đúng chất là sẽ có miền Tây trong đó. Bởi vì có độ hậu vị của sự ngọt á cả nhà. Cái sợi là sợi vừa thôi. Và đặc biệt là sợi bánh canh này là bánh canh cắt tay, làm tay, cắt thủ công. Cho nên hình ra là cái sợi cả nhà có thể thấy là nó sẽ không có đều giống như nhau như là công nghiệp hay là như máy. Nhưng mà cái ta cắt tay thì nó vẫn có cái độ ngon của nó vậy cả nhà. Cũng có cái độ hay của nó. Dạ. Có hơi hơi tiêu tiêu thôi, mình bị sặc thôi chứ không có gì đâu cả nhà. Nói chung là bánh canh rất là ngon nha, nó không có bị béo lắm nha.
một phần như vậy là 60 nè. Ở nhà có thể là ghé thưởng thức thử nha. Mình chưa có cơ hội đi xa ha, những cái vùng mà của làng bột ở Sa Đéc thì cả nhà có thể thử cái hương vị bánh canh khi mà những cái hội chợ của bên ha, bên cái cộng làng bột tổ chức trong những cái hội chợ như thế này. Rồi, bây giờ thì em ăn nha. Ở đây thì sẽ có bánh bèo nè, xong rồi có bánh cống nè. Và đặc biệt là đây là có bánh này là bánh khọt nè. Đó. Rồi. Gió quá mọi người ơi. Gió muốn tóc mái luôn rồi nè. Bột nước cốt dừa thì cái bột đó, nó sẽ rất là kiểu là béo ha. Không rồi thêm một đó là cái bột dẻo, rồi khi mà chiên lên thì vẫn giữ được độ giòn lâu á, hay là cảm nhận như vậy á. Cái bột này là được xay tay thủ công nha, như cái phó xay nãy mình có bày cho cả nhà luôn á. Nhiều món quá. Ở đây là bánh đó, bánh này là bánh ít trần à, nhưng mặn nè cả nhà. Nếu mà mặn á thì chúng ta sẽ chấm với phần nước mắm hết luôn. Rồi ở đây là bánh bèo nè, bánh bèo cũng mặn luôn. Một cái dĩa như thế này Ngọc thấy là hấp dẫn. Nếu mà cả nhà hả, mình muốn ăn mọi thứ một món thì các anh chị cũng bán nha. Chỉ cần chọn mọi thứ một món là anh chị sẽ làm cho mình nguyên cái mâm như thế này nha cả nhà. Đó, mê ha cả nhà. Trời hơi gió quá, không có được luôn á, dính vô trong cái mỏ hoài luôn á. Ở đây Ngọc thấy là ghi là quầy bánh. Đây là bánh kiểu bánh trái cây nhân đậu xanh á cả nhà. Thôi kiểu cũng thèm quá cho nên thành ra là thôi mình sẽ mua luôn ha. Mua luôn. Cái này bán như nào? Một cái là 6.000 hả em? Có nghĩa là ở trong đây là sẽ là nhân đậu xanh đúng không? Nhà ủa có nhiều loại trái cây quá thiệt. Cái này cherry nè cả nhà. Cherry xong rồi có hình thù những con nữa khác nhau nữa. Ngọc thấy là kiểu mấy này thì thích hợp kiểu rất là thu hút đó. Mấy bạn trẻ trẻ cả nhà. Này trái thủ qua đúng không? Chị ớt. Ủa nhưng mà cái bên ngoài á là mình sẽ làm bằng như thế nào ấy? Rau câu hả? À rau câu. Có nhiều loại trái cây lắm luôn cả nhà cho nên là hở Ngọc chọn á. Nói chung là mình cũng hay gọi là mê màu sắc nên ra nhìn như thế này mình thấy hấp dẫn vô cùng. Ai trong miếng này, cái này có rồi. Đây cái này đi. Ê, rồi một trái nho nữa. Là có nghĩa là 6.000 một cái thì mình cứ tính lên thôi. Rồi em rồi tính giùm em nha. Là bao nhiêu chị? 48.000. Ngọc thấy là ở đây cả nhà sẽ có một cái loại bánh của đặc sản của bánh cà tum nha. Nếu các bạn nào ở Tri Tôn Mang Giang thì sẽ biết đặc sản này. Và bây giờ mình sẽ làm những cái bánh như thế này nha. Anh hơi giới thiệu mình đi qua đây luôn nha. Ở đây là trái hút nốt nè cả nhà. Hay hả? Đặc sản hả? Rồi em. Dạ đây, dạ. Rồi em mới ngồi đó đi. Bánh này là bánh cà tum. Bánh cà tum, tên gọi là cà tum luôn ha. Cà tum. Dạ, vậy là nguyên liệu là gồm như thế nào hả chị? Có nếp thái mới được. Nếp thái, đậu trắng với dừa. Dạ, này là nếp thái, là phải là nếp thái thì nó mới ngon dạ, đúng không? Rồi cái đậu trắng. Đậu trắng. Dạ. Dừa nạo. Dừa nạo. Với chút xíu đường, chút xíu muối. Dạ. Còn bây giờ là cái bánh thì mình sẽ thắt như thế nào chị chỉ cho em đó nha. Này mình sẽ cắt ra 4 cái lá vậy nè. À vậy hả? Nhưng mà cái lá này là lá dừa hả chị hay sao? Lá thốt nốt luôn. Lá thốt nốt ha. Lá thốt dạ, nốt non, lá đọt của nó. Em có thể cầm này lên được đúng không? Nếu được, mà thành được. Phẩm là ra là sẽ như thế này nha cả nhà. Mình chưa vô gạo đó, mình chưa vô nhân, chỉ là vỏ thôi. Dạ. Xong mình mới nhét nhân vô rồi mình cắt lại lần nữa. À, có nghĩa là ủa mình bỏ nhân vô trước hay là mình thắt trước rồi mới thắt bỏ nhân? Thắt trước. Dạ, thắt trước rồi mới bỏ nhân. À đây là chị đang thắt nè. Có nghĩa là sẽ đan lại theo thái hình, theo cái kiểu vuông đó đúng không? Chứ ra 8 cánh vậy nè. 4 lá mà ra 8 cánh. Dạ. Rồi mình sẽ thắt cái bông. Ở đây sẽ được làm thủ công á cả nhà. Nên thành ra là anh chị bày ở đây để cho mình cả nhà mình thấy được cái món bánh truyền thống này cách làm như thế nào luôn. Đó, chị thắt nè, hay quá vậy. Cái này là 4 lá. À, 4 lá. Đẹp quá không? Thắt
làm sao mà nó sẽ thành hình vuông vuông như thế này luôn cả nhà. Và bên cạnh bên đây nó sẽ có, ủa thường là bánh là nó có mấy cái cành này luôn? Không có, mình cắt ra. Làm xong là cắt ra chị? Mình nhét nhân vô rồi cắt ra lần này. Chị làm nghề này được bao lâu rồi? Em được 3 năm. Dạ. Đặc biệt là bánh này sẽ là vùng Tri Tôn An Giang đúng không ạ? Tri Tôn. Dạ. Đặc sản của Tri Tôn cũng là hả thốt nốt này, cái nhạc tên thì là lá này là lá thường thốt nốt luôn nha. Lá thốt nốt. Ừ. À, nếu mà như đây là cái bánh mẫu thôi, còn thành phẩm là như này hả chị? Dạ đúng. Rồi mới đây mà mình nói chuyện hồi là chị đã làm hết, làm tới đó rồi kìa, sắp nó cũng là thành hình rồi, cái này là phiên phiến là sắp thành hình luôn rồi cả nhà. Anh như là cái lồng đèn vậy hả? Đúng, giống như lồng đèn. Ờ, chị có quê em ở xã Âu Lâm thôi mới có. Dạ. Huyện Tri Tôn mà trong xã Âu Lâm mới có. Xã Âu Lâm mới có. Còn phải xung quanh thì hiếm à? Hiếm. Ừ, hiếm rồi. Rồi ví dụ như chị muốn bỏ cái phần nhân vô thì chị bỏ vô đâu, từ đâu? Đó nè, em mở một đường ra, mình nhét xong kéo lại. Dạ, ở chỗ này à, tới đây là mình làm tới đây thôi, cái mình sẽ bỏ cái phần nhân ở đây là đường nóng lên đó cả nhà. Bỏ vào đây. Đó, xong mà kéo lại thì nó sẽ lúc đó cả nhà có thể nhìn chị rồi chị đang làm rồi, nó sẽ dễ hình dung hơn. Này mình phải xí cho nó khít lại, không cho nước vô được á. Khi mình luộc nước nó không có vô được, mình siết khít lại hết. Siết cho nó khít thật khít luôn. Khít hết luôn. Đan lại thành cho nó chắc luôn mà hả? Có cái đường làm theo cái kiểu này đan ra chéo chéo mà nó rất là đẹp. Nhét nhân vô mình mở ra đường vậy nè. Dạ. Rồi cái mình nhét vô. Đó. Cái này là mình phải ngâm gì trước chưa chị? Ngâm. Ngâm trước. Ừ. Nhét vô rồi. Xong mình kéo lại. Kéo lại. Dạ. Kéo lại xong mình cắt. Mình cắt cái cắt cái lá trơn lá. Thôi. Cái lá dưới mình để lại xíu, mình nhét vô cắt cái nữa. Là cho nó chặt luôn. Cho nó gói cho nó đều chặt luôn. Để em cái này là bán giá là sao vậy chị? Em bên để em mua 120. Dạ, 120 ha. Ừ. Nhìn như cái lồng đèn vậy cái mà làm rất là tỉ mỉ nha. À, ở trên mấy cái cạnh này là giống như là chị đang làm cho nó đẹp đúng không? Tức là trang trí thôi đúng không? Còn cái quan trọng nhất là cái dưới, để khi nào mà nó chặt hết luôn thì nó sẽ làm cho bánh mình nó ngon hơn, nó không bị nóng nước đó cả nhà. Dạ, đây là thành phẩm á. Đẹp quá trời luôn, đây là làm thủ công hoàn toàn luôn cả nhà ha. Cả nhà nãy giờ có thể thấy làm rất là đẹp luôn. Làm đẹp mà đều nữa hả? Chưa bỏ nhân vô, ý là làm mô phỏng cho mọi người thì dễ thấy thôi. Rồi. Bây giờ có một cái kiểu mới nghĩ ra nữa, mới sáng chế ra là làm cho ra giống như cái bông sen vậy đó. À dạ, em thắt cho coi luôn em. Cũng được. Thì ra tám cánh hoa như bông sen vậy. Dạ, đó. Dạ. Có nghĩa là mình càng làm thì càng phát triển. Dạ. Mình làm theo nhiều kiểu khác nhau. Em suy nghĩ ra kiểu khác để nó hấp dẫn, nó nhìn nó đẹp hơn, dạ, bắt mắt hơn. Dạ. Dạ. Chị thấy làm cái này á, gói bánh này nó có cái nào khó nhất không đối với chị? Cái phần nào cũng khó, mình chưa biết thì khó. Dạ. Mà làm biết làm rồi nó không khó mà lâu. Dạ. Để hoàn thành ra một cái bánh vậy là 10 phút mới xong. Dạ. Một cái bánh tỉ mỉ là tới 10 phút mới xong. 10 phút. Mà đúng là hả, kỹ thiệt kìa cả nhà, cầm nó rất là chắc tay, tại vì nó nhiều lá đây với lại đan nó kín, cho thành ra là nó sẽ nặng tay á cả nhà, chứ nó không phải là nhìn như vậy nó trong nó bọng nhưng mà nó ok. Chị đang thắt hình cái bông sen cái nữa. Bông sen. Thường ngày thì làm kiểu như này thôi, giờ là phải thắt hình bông sen rồi, có nhiều kiểu cỏ nên cả nhà nhìn hút mắt. Bánh này được gọi là bánh cà tum. Cà tum. Cà tum. Lấy nắp để lại. Phải 2 đứa, 3 đứa, 6 đi luôn. Cái mà
đổ ba cái chai rồi, đổ chai một chút nước thôi. Thật sự là em nói chị không có nước uống hết. Ở đây thì có bán thêm là đường thốt nốt và nước thốt nốt. Ủa cái bánh này thì có cái gì của thốt nốt không? Chỉ có lá, lá thốt nốt và lá thốt nốt. Cả nhà. Nói chung là mình tận dụng hết những cái ngon của từng thốt nốt. Lá nè, đồ nước nè và cả là đường là tám cánh. Dạ, ủa đẹp quá vậy. Mới đây mà chị làm xong. Nhìn năm cánh, nhìn cái cánh nó xòe và nó đều với nhau á cả nhà, cho nên thành ra là nhìn nó rất là đẹp mắt. Ở dưới là chị cũng thắt y chang vậy luôn nha. Dạ dạ, không vậy là được rồi. Đó, và chị đang lại một cái vậy chị làm khoảng chừng 10 phút. 10 phút. Yeah. Em nghĩ là chắc khúc thắt này là khó nhất quá. Lâu nhất. Lâu thắt xong là 6 phút. Dạ. Ủa nhưng mà mình bán hội chợ như này á thì nếu mà những cái ngày thường á mà mọi người xem video á thì muốn đặt bánh hay là gì thì liên hệ như thế nào chị? Mình có số điện thoại em. Số điện thoại chị luôn hả? 033 dạ. 2975028. Dạ, là mình ghi là sao ta? Đặt bánh như gửi lên thì em gửi được. Tên của cái thương hiệu của mình là gì? Thilida. Thilida. Dạ, hình như trên bảng có đúng không? Trên bảng không có. À, trên bảng không có. Dạ. Rồi, 5 ly bao nhiêu? Rồi. Dạ, có nghĩa là đặt thuốc nốt nè, đặt nước thuốc nốt nè, rồi đặt đường đồ này kia là có, hầu như đủ hết luôn á. Có, chị dạ. Thuốc nốt. Rồi, dạ, chị hát sắp xong rồi kìa, để chị hát xong luôn đi. À, chị đang hát cái bánh này xong luôn đi. Đó, hay quá ha cả nhà, không chỉ là về cái nếp thái này về thuốc nốt mà còn cái lá thuốc nốt mình tận dụng rất là nhiều thứ. Cả nhà thấy là thắt đẹp, vừa mà ngon mà phải đẹp mắt nữa, mà đặc sản nữa cả nhà, mua làm quà hả chị? Kiểu vậy. Chị, cái đặc biệt của cái phần nếp này là nó sẽ dẻo hơn thường đúng không chị? Dẻo hơn nếp thường. Dạ. Này phải, nếp này phải đặt mua bên Thái vậy đó. Ủa, lại phải nhập tận Thái? Nhập từ Thái qua Campuchia, mình lấy từ Campuchia qua. Rồi, em hiểu rồi. Cho nên là nếp nó sẽ khác, nói chung là sẽ có cái phần ngon khác biệt ha. Dạ. Rồi, xong rồi, đẹp quá. Chị, mình có thể giả bộ bỏ này vô được không? Được. Được. Rồi quá đẹp luôn. Đó, này là hình cánh bông nha. Hình cánh bông nha cả nhà. Đó, rất là đẹp luôn, tỉ mỉ thủ công, đẹp vô cùng luôn. Rồi. Bây giờ cho em 5 cái này thử nha chị nha. Ôi, vừa đều với nhau, vừa chắc tay. Khích cho đồ được có bị đông nước. Đó, nhìn đẹp quá, cái hình liền. Đường, dạ rồi, cho em tết luôn hả? Này chị muốn ăn chị cắt chị dễ. Dạ. Ở đây là chị bán từ ngày nào đến ngày nào vậy chị? Ở đây lễ hội này có diễn ra 5 ngày. Dạ. Ngày 15 đến ngày 20. Là mình cắt vậy rồi nó sẽ lấy ra cái mình ăn là mình ấy ra nặng lên. Ở cả nhà đây là nếp nè, nếp thái nha. Bánh cà tum nha cả nhà, Ngọc sẽ ăn thử. Ôi, thơm, có nước cốt dừa hả? Dừa. Nước cốt dừa nhiều quá phải không? Thành ra là dạ. Thôi mà em cảm giác rất là thơm. Thứ nữa là hình như có cái phần là cơm dừa mình vẫn còn để nó trong đây đúng không? Để trong đó. Dạ. Không có xài cốt chỉ phải cơm dừa thôi, nạo xong để vô trộn. Dạ dạ, có nghĩa là không phải là dắt cốt ra. Nghe mình ăn mình cảm nhận được cái phần cơm dừa luôn nha cả nhà. Và rất là thơm, béo, dẻo. Dẻo. Thêm độ bùi bùi của cái hạt đậu nữa. Đậu nữa. Bánh rất là thơm đó. Ngon quá. Cảm giác là món này cô chú anh chị rất là thích luôn. Tức nghĩa là độ ngọt nó cũng vừa phải luôn đó, họ sẽ không quá ngọt nha cả nhà.
béo thì là kiểu là nó béo, nó không phải là béo ngậy mà như là mình sẽ ăn được cái sớ dừa trong đó, nên là cảm giác nó ăn cũng rất là cuốn, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Nếu mà cả nhà muốn đặt anh chị thì anh chị cũng đã có, chị có đọc số ở trong video rồi đó, cả nhà có thể liên hệ nha. Ví dụ mình muốn đặt số lượng như thế nào á, tại vì ở chị cũng là ở, chị bán xong chị cũng về An Giang đúng không? À, là về An Giang thành ra là mình sẽ trao đổi về vận chuyển này kia, có thể trao đổi trực tiếp với chị nha cả nhà. Cả nhà ơi, sau khi đi một vòng đây là những gì thành quả của mình, và một cái bụng rất là no nha. Ngày hôm nay thì đi hội chợ ở đây, cả nhà có thể thấy là cái ngày hội bánh dân gian nha, mang tên là hương vị ba miền, thì mình cảm thấy là ở đây thì bánh là có nghĩa là phong phú rồi. Ngoài ra thì có các loại cái như là món mặn á cả nhà, đặc sản của nhiều vùng miền nha. Cả nhà hãy ghé thử nha và comment cho Ngọc biết thử rồi cả nhà thích nhất là những cái món ăn nào trong cái hội chợ này, trong cái lễ hội này nha cả nhà. Ngoài ở đây Ngọc thấy là không gian bài trí cũng rất là bắt mắt luôn, giống như là gợi nhớ vậy cái quê hương á, kiểu gần gũi á cả nhà. Hôm nay có mấy cái đồ đẹp quá trời luôn. Cái thúc nốt nè ha. Có cái này là gạo, ủa gạo thiệt luôn hả ta? Ôi đậu phộng thiệt luôn. Ủa cái này là đậu xanh thiệt luôn á, mấy cái này là thiệt hết luôn nha. Rồi, rất là sinh động luôn ha. Rồi ghé thử ẩm thực ở chợ ở đây xong rồi nhớ comment cho Ngọc biết nha. Lễ hội thì diễn ra là từ ngày 15 cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2024 nha cả nhà. Bye bye cả nhà. Ngọc về đây, no rồi, Ngọc đi làm đây. Bye bye cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của kênh Sài Gòn Phố nghe. Bye bye.